Hello, chào mừng tất cả bạn đến với live stream của Sport Hùng. Chúng ta đến với trận đấu đôi nam vòng 1/16 giải cầu lông quốc tế Sibucha Hà Nội. Trận đấu nội bộ giữa hai cặp đôi đến từ Đài Bắc Trung Hoa. Hello bạn Kenny Nguyễn nha. Điểm số không đều, cả hai cặp đôi đều rất cao to, phải nói là vận động viên Đài Loan nhé. Ông nào cũng cao to luôn anh em. Cái đôi hôm qua đánh với Việt Nam còn cao to hơn nữa cơ. Theo Sport Hùng dự đoán thì trận này cũng khá hay đấy, tại vì Hùng thấy các vận động viên dạo cầu hay lắm anh em ạ. Tỷ số 1 đều. Bật ngang rất nhanh. Hai một. Mấy ông cao mà toàn đứng sát vạch phát cầu luôn, bắt bài nhưng mà chưa giành điểm được. Khá may mắn cầu lật lưới. Điểm số 2 đều. Anh em giúp Hùng chia sẻ live stream như nào? Ít view quá buồn lắm anh em. Ít view quá, Hùng qua quay video hơn, tại vì quay video nó sẽ nét hơn, đăng lại sau xem nó sướng hơn. Điểm số 4-2 cho cặp đôi áo tím. Bắt bài rất nhanh, cầu ngang chóng mặt. Điểm 3-4. Trọng tài bắt cao tay. Mấy ông cao cao phát cầu cũng hơi bất lợi, đều phải kiểu cúi xuống ấy. Nếu không là rất dễ bị cao. Kiểu nhún thấp xuống. Rút 5-4. Cao rồi. Đó là quả tì trái đấy, mạnh thật. Cầu ngoài. 5 đều. Nhanh. Điểm số 6-5. Bắt cầu ngang nhanh nhỉ anh em. Rất chính xác. Tay nhanh khiếp thật anh em ạ. Tay nhanh hơn não là có thật nha. Tay nhanh hơn não thật. Pha tì cầu không tốt. Điểm số 7 đều.
Dã man nhờ, dã man nhờ. Đội này đấu cầu ngang xem chóng mặt. Đôi nam Việt Nam mình cũng có nhiều đôi phết nhưng mà anh ơi, đi live stream này bỏ bán hàng, hôm nay tiền nhà không có mà đóng đây anh. Kèo vào thua nữa chết à. Kèo vào thua nữa thì buồn, ngày mai không live stream cho anh em xem đâu. Ui, bắt quả dã man nhỉ, vẫn còn kìa. Ui. Ôi, đứt lưới. Đứt lưới mà ông vẫn cố dí quả đấy căng thế. Từ Đức Hồng Nam không đánh bạn ạ. Hello anh Nguyễn Trư, gôn vừa bị loại rồi anh ơi, anh có thể xem lại live stream trước nhá. Đôi của idol đánh chán lắm, chán từ hôm qua rồi. Đôi này chung hai đôi này đánh căng, điểm 98. Rất bình tĩnh. Ok, em chào anh Hải Hoàng Minh, khách hàng VIP của bên em. Em tăng bạn bè cùng vào xem buổi chiều xét kèo chiến luôn anh em. Buổi chiều xét kèo chiến luôn cho nóng nào. Điểm số 10 đều nhá. Support Hùng xin được kiểu gì nhỉ? Bình luận trận đấu của idol Gold Vi xem hai trận hôm qua và trận hai trận hôm nay là hai trận đánh chán nhất giải đấu. Xin chào. Xét đấu thứ nhất điểm số đang là 11-10. Hello Thái Minh Quân, ngày xem nhiều trận đấu như thế thì thực ra nhiều khi mình không được tận hưởng 100% ấy, tại vì hay phải xem vào mình màn hình điện thoại mọi người ạ. Và phải hay phải ngó điểm đọc cho anh em nữa. Dã man. Cái này không đập hơn, cái này đập chả hơn Won Vi xem rồi. Điểm số 11-12, 12 đều. Rất căng. Bắt bài quá nhanh.
cứ để ngang 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 kiểu gì không ông này dí vào đầu ông kia thì ông kia lại dí vào đầu ông này. Hai bên đều kiểu đánh cầu ngang và bắt ngang nhanh ấy. Sơ sẩy cái là dính cầu người ngay. 13-12. Ui, xem sướng thế nhờ. Ui, ui vẫn qua kìa, dã man cái tay. Ui, một đường cầu quá hay. Ôi, đẳng cấp. Quả đấy tí lên. Gôn thua rồi anh Phạm Lê Đức Anh ơi. Anh có thể xem lại livestream trước ạ. Em có like đấy. Điểm số 15-12 cho cặp đôi áo tím. Cặp đôi áo tím còn nãy có anh em nào gọi là cặp đôi Pikachu ấy nhỉ? Tại sao lại gọi là cặp đôi Pikachu? Hơi vội rồi. 16-12. Cả hai đôi đều là của Đài Loan nha mọi người. Đài Bắc. Chinese Taipei. À, em bảo là áo trắng là đôi em bảo Pikachu à, đang bị thua này. Đôi sao lại gọi là đôi Pikachu? Xếp 1 anh Lê Anh Dũng ơi, xếp 1 ạ. Xem hai đôi này đánh chóng mặt thật. Quá nhanh luôn ấy. Mắt không theo kịp cầu. Điểm số 13-16, 17-13. Không phải anh ơi, không, đôi áo trắng không phải là đôi đánh với Đình Hoàng Đình Mạnh anh ạ. Đôi áo hôm qua đánh với Đình Hoàng Đình Mạnh là hai cặp đôi mà hai ông cao to như nhau cơ. Với cả em xem tên vận động viên rồi, không phải anh ạ. Mới đầu em cũng tưởng thế nhưng không phải. Cào lắm rồi, bật lên cái gõ cổ tay cái. Cầu đi cắm bực. Bỏ cầu chính xác. Điểm 14-17. Thôi xong. 18-14. Vâng anh, tại vì hai ông này cũng cao to phết mà cũng mặc áo trắng như hôm qua, đâm ra là nhìn cũng giống thật. 18-14. Phạt cầu lôi. Đổi điểm 15-18. Đấy, ông đang đứng đằng trước này vẫn thỉnh thoảng hay quay người lại mà anh em thấy không? Vẫn thỉnh thoảng hay quay người lại, đấy là chuyện bình thường. Ui, ui. Bom.
ông Cao bên này đập không căng bằng ông bên kia. Ui, nhanh quá. Một pha xử lý lỏng rất hay. Vâng anh, áo trắng tay trái em công nhận là đập rát hơn áo tím bên kia. Điểm số 16-18, 17-18, san nút rồi. Chắc chắn là trên 300, em khẳng định là đập trên 300 anh ạ. Có khi trên 400 mới chứ. Hello anh Phạm Lê, anh Đức Đình, Hoàng Đình Mạnh loại tối qua rồi anh ơi. Mười chín, mười tám đều. Ở đấy né không kịp. Đôi áo tím đã không tận dụng được lợi thế dẫn điểm của mình, có khi lại còn bị thua ngược. Bỏ cầu chính xác. Đây là cặp đôi áo trắng vẫn chưa thể vươn lên. Ôi giời. 19-18. 20-18. Một pha xử lý cầu lỗi khá đáng tiếc. Hay quá, rất cố gắng. Phản rất nhanh, đúng bài rồi. 21-18, set thứ nhất kết thúc. Hello Vũ Đức Hải, Gôn Vi xem vừa bị loại rồi em ơi, em có thể xem lại live stream trước nha. Chúng ta lại tiếp tục thưởng thức trận đấu siêu kinh điển này. Nếu được bình luận trận đấu nào là trận đấu có tốc độ cầu, gọi là tốc độ đường cầu nhanh nhất thì chính là trận đấu này mọi người ạ. Từ đầu giải đấu đến giờ Hùng xem rất nhiều trận rồi, nhưng mà trận này phải nói là các vận động viên đua cầu đến chóng cả mặt.
Set đấu thứ hai điểm không đều. Nhanh thế nhờ. Mấy ông cao này ngoài kiểu đập cầu mạnh, đập cầu cắm ra đến cầu ngang cũng hay như thế thì thực sự khó khai thác anh em ạ. Ví dụ nhiều khi là chiến thuật, ví dụ gặp những đôi cao to thì đánh kiểu cầu ngang, nhưng mà mấy đôi này cao to mà đánh cầu ngang cũng khiếp luôn. Rất nhanh, xoay không kịp rồi. Đổi điểm 1-2. Đài Loan đội hình năm nay sang mạnh thật anh ạ, Đài Loan ấy. Đơn đánh cũng khiếp luôn. Đơn có một ông em rất thích luôn ấy. Hello Phan Vũ, Gôn bị loại rồi bạn ơi. Bạn có thể xem lại livestream trước của Hùng trên kênh này luôn nhá. Xin chào Hiệp Hí. Điểm số 5-3. Đổi điểm 4-5. Hello anh Thanh Bình, thằng em Quân Lưu anh ạ. Quân Lưu và động viên Quân Lưu của Kamito. Bạn ấy mới nhất giải Kamito năm vừa rồi đấy. Thằng em nói trêu là vì đánh giải Kamito nhất xong rồi giải gì cũng bị cấm, thế nên là bây giờ đổi nghề sang bình luận. Mọi người hay xem livestream thì chắc ai cũng biết anh Hùng.
hello, chào, xin chào tất cả fan của Quân Lưu nha. Dạo này mình có đang rất là hứng thú với cái livestream này đang dán lại thảm anh em ạ. Thôi xem tạm bên này mấy quả nhá. Bên này có đuôi Nhật với cả đuôi Đài Loan, cũng Đài Loan phải không? Đúng rồi, Đài Loan. Mình rất ghét mấy cái thằng như kiểu ông Quang Linh Nguyễn này nhá. Em đọc bình luận em thấy khó chịu không? Chúng ta trở lại trận đấu chính nào. Điểm số 74. Sân bên cạnh đang có đường cầu rất hay. Ui. Ui dồi. Đập nổ. Điểm số 14 là cặp đôi áo trắng. Khả năng có xếp 3. Bên áo tím xếp này đánh có vẻ hơi lỗi nhiều. Quân không biết đánh cầu AS bao nhiêu không? Em không, để ý đâu. Chắc là 40 luôn. Có phải tối à chị Gần? Để em xem nhé. Công nhận anh ạ, xem mấy ông này đánh xong là mình thấy cảm giác là Việt Nam mình bị kém nhiều quá. Hello anh ơi, anh Hà Vũ ơi, nhà thi đấu quận Tây Hồ nha anh ơi. Nhà thi đấu quận Tây Hồ. Chúng ta đến với set đấu thứ hai nào. Điểm số 11-4 cho cặp đôi áo trắng. Trong set đấu thứ nhất thì cặp đôi áo tím giành chiến thắng nha anh em. Thế nên là khả năng chúng ta sẽ được xem set 3 đấy. Ép rất nhanh. Điểm số 13-4. Nhưng bên này đang hất cho bên kia đập cho nó mất bớt sức đi nhỉ. Để xếp ba đánh. Tím xem này đánh lỗi nhiều quá.
Vẫn qua. Chém quả tô thật 17-6. Điểm số 9-20. Đập quả đấy thì khỏi đỡ anh em ạ. 10-20. Và 1-16 này cũng có rất nhiều đôi của Nhật Bản vào vòng trong nhé. Hiện tại đang có 2 đôi Nhật Bản thi đấu trên sân và 1 đôi chuẩn bị vào sân. Rất tự tin. Hello anh Nguyễn Tuấn Anh, Gôn Vi xem thua mất rồi anh ạ. Anh có thể xem lại live stream trước trên kênh Sport Hùng Badminton này ạ. Chúng đôi áo tím vẫn đang cố gắng đánh kiểu để có nhịp độ tốt cho set đấu thứ 3 ấy. Nên là họ sẽ không buông, sẽ vẫn kiểu đánh duy trì để có cảm giác. Ui, lái quả hay thế nhờ. B
Bỏ cầu chính xác vẫn còn 12-20. Ok, set đấu thứ hai kết thúc 21-12. Set 3 Hùng nghĩ sẽ rất hay đấy. Set 3 sẽ rất hay. Chúng ta cùng xem tạm trận giữa Nhật Bản và Đài Loan bên này nhé. Đội Nhật Bản thì thắng set 1 và set 2 thì đang dẫn 13-11. Cầu lỗi 12-13. Đứt dây. Hello mọi người, chúng ta đến với set đấu thứ 3 nào, set đấu quyết định. Anh em có thể đưa ra dự đoán của mình trong set đấu này không ạ? Nếu anh em dự đoán cặp đôi áo trắng giành chiến thắng có thể comment 1, dự đoán cặp đôi áo tím giành chiến thắng có thể comment 2. Để xem là dự đoán của chúng ta ai chính xác hơn nào. Support Hùng dự đoán cặp đôi áo trắng thắng nhá. Anh em dự đoán sao ạ? Support Hùng comment 1. Đua cầu ngang. Rất hay. Ok anh Lê Trung, anh Thanh Trịnh comment 2. Support Hùng comment 1. Dự đoán đôi áo trắng. Điểm số 1 đều. Sang kia. Thank you.
cầu tự tin quá. Điểm 6-4. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hello anh em, Sport Hùng quay trở lại rồi đây. Sao bây giờ còn có 214 người xem thế này. Nay có anh em nào dự đoán giống Sport Hùng không ạ? Cặp đôi Sport Hùng dự đoán đang dẫn 11-6 nhá. Chúng ta tiếp tục với set đấu thứ 3 nào, điểm số 11-6 cho cặp đôi áo trắng. Bom, càng đét mà thủ có cự thật. Hơi vội rồi, cầu vào lưới. 12-6. Được dã man. Bên kia đang bon đang sung, ở bên này đang kiểu hơi bị ke tay ấy, vì đánh vào lưới hơi nhiều. Điền vào chỗ trống rất hay. Hello anh em, không biết có phải mạng gặp vấn đề gì không ạ? Tại sao lại tự nhiên lượng người xem giảm nhanh thế nhỉ? Hello anh em, mấy anh em đang xem có thấy mạng gặp vấn đề gì không ạ? Tỷ và thủ rất hay, một đường cầu hay. Bom. Vẫn còn. Đấy, phải xem những đường cầu như này mới sướng. Bắt bài rất nhanh. Quả vừa rồi gãy vợt anh em ạ. Quả bắt ngang cuối cùng vừa rồi bị gãy vợt. Thế là đi mất một cây 100ZZ rồi. Ok, may quá có một số anh em bảo mạng vẫn ngon. Hùng đỡ lo hơn. Điểm số 8-15. 16-8. À, anh em ơi, bây giờ mấy giờ nhờ? Hùng đang live stream không biết mấy giờ luôn ấy. Anh em có thể comment 6 giờ rồi kìa. Ủa nhanh chưa? Đúng là mải live stream quá, cứ tưởng còn sớm anh em ạ. Ok, cảm ơn anh... Cảm ơn anh mắc ký ốt tuyển nha. Ôi, lại đứt vợt hay gây vợt gì đây? Đứt hai sợi cước, đứt hai sợi luôn nhỉ? Đứt hai vợt và gãy một vợt, dã man nhỉ? Đánh một xếp đấu. Trời với anh.
Điểm số 97. Rất ui thủ chắc thế ui. Điểm 10-17 18-10 pha cầu rất nhanh. Điểm số 20-11. Điểm kết thúc trận đấu này. Bắt bài quá nhanh. Ui, cổ tay kìa. 21-11, trận đấu thứ 3, chiến thắng cho cặp đôi áo trắng. Hello anh em, Sport Hùng xin phép kết thúc live stream ở đây nha. Hẹn anh em vào live stream ngày mai. Anh em vào live stream buổi tối, chắc ban ngày ngày mai. Còn buổi tối ngày hôm nay thì các vận động viên sẽ không thi đấu nhá. Anh em chú ý lịch là buổi tối nay không thi đấu, nên là anh em đừng có đến sân xong rồi lại mất công ra về.